Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ tại phường Phú Hòa. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Căn nhà được khởi công xây dựng cho hộ ông Lương Mạnh Hà, ngụ tại khu phố 6, có hoàn cảnh đời sống kinh tế gia đình khó khăn, không có thu nhập ổn định. Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 70 triệu đồng. Số tiền còn lại do phường Phú Hòa vận động các cá nhân ủng hộ. Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Dầu Một đã vận động xây dựng và trao tặng 7 căn nhà chữ thập đỏ. Hiện đang xây dựng 2 căn, dự kiến sẽ bàn giao trong tháng 10 sắp tới.